Hồi sáng giờ mới có được một em xuống nè. Nó khúc này làm ăn được ta. Điểm à. Nó đó. Lắm chú cù nghe mọi người. Tên. Đó. Lắm. Ủa con tôm bự vậy. Con tôm khổng lồ mọi người. Ủa con này con khỏe mọi người. Khỏe cù khủng luôn nè. Ủa, nhiều cá rô. Lọc đó. Nó đó. Từ từ đừng gấp. Ủa, nhỏ vậy? Phật nhỏ xíu vậy? Kì vậy? Ở đây nè. Ờ, bự đừng chút. Nhiều cá rô. Đẻ gì? Đẻ con tôm hả? Hai con cá luôn kìa. Không giờ yếu, không bình tật hả? Ừ. Cứ sống hoài, càng ngày càng bự vậy đó. Trời, con cá có chút xíu mà bóp con người ta muốn chết vậy. Có con nào nó sắn vô cái vợt ta kìa mày ơi, mà về ăn cà phê. Nãy giờ được nhiêu cá đây mọi người. Cái này là cái thao giặt đồ mà cỡ lớn. Cỡ này chắc cỡ nhất, lớn nhất rồi. Nửa thao luôn. Ý rồi. Rồi buông đi. Ủa con này con khỏe mọi người. Khỏe cù khủng luôn nè. Con không? Đó. Sáng giờ mới có được một em số luôn. Cái rô hả? Rô lắm. Nó. Khúc này làm ăn được ta. Đi mà. Nó nữa đó. Lụm. Đó. Lụm ơi. Quẹo rồi chứ không được nữa, ra nữa đâu. Im vậy. Kỹ không nè. Tôm sú cù nghe mọi người. To. Đây đây, có là qua nhất nè. Đó. Lắm. Lắm ơi. Đó, trời. Con này bự lắm mọi người. Sú cù bự nè. Cái lúa dài nhìn thấy cái bông nó hộp tròn bông dài nữa. Ủa con tôm bự vậy. Con tôm khổng lồ mọi người ơi, quá to rồi. Nghe cái con bự không rồi. Đẩy gông cho nó bớt nhảy, quá nhảy.